cho anh em bạn ạ. Thì có thể dùng. Lâm Việt Ác. Này được giải nhất này. Một trong nghệ sĩ xăm hàng đầu Việt Nam. Cái đây mai thì lúc nào quay là được. Đằng đéo chả không được thi. Quay cho anh. Nó ngấm rồi đấy, lại đây. Ngấm kẹo mẹ. Thì làm cái bút nó mà xem. Anh đang thi tại Đài Loan. Mọi người cùng cố vũ.